Hôm nay là ngày mùng 1 Tết trên đất nước Hoa Kỳ. Mặc dù gia đình chúng ta sống xa nơi tổ quốc, nhưng luôn giữ cái truyền thống là ngày đầu năm các con các cháu làm ăn xa hay là gần có tụ họp về nhà của ông bà nội để mà chúc mừng tuổi ông bà cũng như là nhận quà lì xì của là ông bà trao cho. Và hân hạnh hôm nay thì có chị Xui của tôi đến tham dự cái lễ tặng quà cho các cháu, lì xì cho các cháu đầu năm. Thì trước hết thì ông bà nội chúc tất cả các con cũng như là các cháu năm mới nhiều sức khỏe. Các cháu nhỏ thì học hành tiến bộ và có con là làm ăn thành công. Đó là điều mà ông bà nội cũng như là cha mẹ mong muốn nhất. Bây giờ xin để cho chị Xui nói vài lời và sau đó bà xã nếu mà có ý kiến thì mời bà xã có vài lời đối với con cháu của mình. Vậy thì em xin phép để cho chị nói trước. Tại vì anh mới nói xong thì giờ chị tiếp lời anh đi. Không, bây giờ em nhường em mời chị. Thì hôm nay cũng như ngày đầu năm thì trước tiên là em cũng xin được chúc anh chị được nhiều sức khỏe, được mọi sự như ý và luôn luôn là được sống vui vẻ hạnh phúc bên các con các cháu. Thì bác cũng có lời chúc với lại các cháu cũng như mẹ có lời chúc các con là một năm mới được nhiều sức khỏe, công việc thì thuận lợi, làm ăn phát đạt. Còn các cháu toàn đang đi học á, thì học hành tấn tới. Các cháu nhỏ thì ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Ok chị, thì những lời chúc của chị Xui thì rất là đầy đủ ý nghĩa. Các con các cháu cũng nên nhận cái lời chúc của bà đó. Thì em cũng rất cảm ơn chị Xui những lời chúc tốt đẹp may mắn đến cho gia đình, cho em và cho các con và các cháu. Dạ, thì không có gì hơn, em cũng ghi nhận lời chúc của chị và em cũng có lời chúc chị bước qua năm mới sức khỏe được dồi dào và gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của chị càng ngày càng mở rộng và càng thắng lợi nhiều hơn, và rất là hạnh phúc bên các con và các cháu. Dạ, em có những lời chúc đến chị. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị, cảm ơn anh đã có những lời chúc tốt đẹp. Và nếu mà nói là con đường mà em được gọi là thăng tiến hoặc là bước đi trên con đường hạnh phúc rộng rãi của ngày hôm nay á, một phần cũng là nhờ anh chị hướng dẫn và giúp đỡ rất là nhiều. Thì xin thôi, cảm ơn. Dạ, cũng không có gì. Quá Xui khiêm nhượng nói vậy thôi, chứ từ lúc mà chị Xui qua đây á, là chị Xui đi bước nào là những bước đó. Tất cả những cái điều gì mà sống trên đất Mỹ này cần á, thì chị Xui đã làm được hết tất cả. Thì cái đó thì vợ chồng tôi cũng xin chúc chị Xui đã thành đạt được và hôm nay chính thức là trở thành một công dân của nước Mỹ. Xin chúc mừng chị trước. Dạ, cảm ơn. Như thông lệ thì
mấy cháu đây hồi nãy có nói là theo thứ tự, tức là ba mẹ mời anh Tú trước, để là anh Tú là người lớn nhất trong cái gia đình này. Tuy nhiên hôm nay thì bà xã của Tú không đến được, lý do là đặc biệt, nhưng mà có con đại diện là ba mẹ vui rồi. Trước hết là mời con thay mặt các em các cháu đó là con đến để mà mừng tuổi ba mẹ cũng như là bà ngoại đây trước. Mời con. Con xin chúc cho ba má và ngoại không có gì hơn là sức khỏe dồi dào để được gần gũi với con cái, rồi còn quây quần với gia đình. Dạ, con có chút học nhờ như trong này. Ba cảm ơn con nhiều lắm nha. Chúc con năm mới công việc làm ăn là thuận lợi và giữ gìn sức khỏe để mà tiếp tục lo cho gia đình. Cảm ơn con. Thì bây giờ nè, cái này á thì bây giờ không có các cháu ở đây và mai ở đây thì má đó có gửi quà cho các cháu là em Ru với anh Tròn. Còn cái này á là ba má đó, là cái này là cái lọc của ba má gửi cho hai đứa con đó. Cái này là hai cháu, cái này là hai đứa con. Thì cái này là cái lọc đầu năm, chúc cho con bước qua năm mới, công việc làm của con được nhiều thắng lợi và được tốt đẹp trên con đường công danh sự nghiệp của con. Má chúc mừng con. Ông nội cũng gửi hai cái lì xì, phong lì xì cho hai đứa cháu nội con của Ryan. Cảm ơn bà. Con chào bà, gửi hai hoa lì xì cho em đủ với này ăn chọn. Cảm ơn bà. Thì bây giờ cái bao thơ á thì á lớn thì nó là khác, mà nhỏ nó là khác. Nhỏ thì mình cần nó mau lớn thì nó khác. À, kế tiếp người người anh thứ nhì, anh chị thứ nhì trong gia đình này là vợ chồng Tommy. Ba má xin mời. Con cũng đứng đi luôn. À giỏi quá. Trời ơi, đứa cháu nào tôi dễ thương quá. Xin giới thiệu nha, đây là gia đình của Tommy và My. Gồm có Tommy, My, rồi Trinity, rồi Elton. Năm mới vợ chồng con với hai đứa nhỏ xin kính chúc ông bà nội, bà ngoại được nhiều sức khỏe. Dạ, kính chúc ba má được dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui, trẻ, khỏe, đi chung vui với lại tụi con và các cháu. Rồi giờ tới gia đình chúc Tết ông bà nội với bà ngoại. Trinity trước, sorry. Bây giờ con chúc ông nội đi. Con nói tiếng Mỹ cũng được. Không sao hết trơn. Con nói tiếng Mỹ cũng được. Hay là con nói em nói dưới được con chúc bà nội. Ok, giờ em nói trước. Năm mới ông nội. Giỏi quá. Dạ, giỏi quá, con nói được tiếng Việt như vậy là ông nội vui lắm rồi, phải không? Dạ. Dạ. Con chúc bà nội. Con chúc nội. Chết
Xin phép ba mẹ để hai đứa con thi vào chương trình GET, phải không? Dạ. Ông nếu mà hai con á, mà một trong hai đứa cũng được, hoặc là cả hai đứa mà đậu vào chương trình đó là ông nội sẽ thưởng nha. Dạ. Ráng lên nha. Dạ. Rồi chúc hai con học giỏi nha Trinh. Con thì quá giỏi rồi nhưng mà học giỏi nữa. Rồi ông nội lì xì. Rồi ông nội lì xì cho con. Đây, bà ngoại lì xì. Trời, ok, anh chẳng lì xì mà anh sẵn đỡ. Vui. Chào chồng con, có được đứa trai vậy là quá lý tưởng rồi. Xe qua bên kia kìa, cười coi. Cười cho máy ghi hình. Thì vợ chồng con cũng có chúc lộc cho ông nội. Dạ. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông nội. Thank you con. Dạ. Cái câu này là đã từ chối nhiều lần lắm rồi đó nha. Thôi, chị năm tới tính, năm nay cứ y như cũ. Dạ. Bây giờ người kế tiếp là vợ chồng Út Tina Polo. Xoay qua đừng có đưa. Đúng, đi chung chút. Dạ, năm mới con chúc ba mẹ và bác ngoại một năm sức khỏe nhiều, càng sống càng vui, chung với mấy đứa con, mấy đứa cháu sống thêm 100 năm nữa. Rồi mỗi năm thêm một đứa cháu nữa. hỏi coi có ai mà chịu thêm không? Để dành cho nó hết. Great. Chúc mừng năm mới bà mà. Thank you. Bà ngoại. Wow. Dạ. Thank you vô đồ. Chúc mừng năm mới. Cái này là lộc của ba mẹ. Dạ. Chúc mừng năm mới vô đồ. Đây bác cũng là mời con. Dạ. Chúc tình mẹ chồng con buồn. Dạ. Ok. Năm nay là năm năm dần năm 2022 thì con lời chúc tới cô dưỡng và cái là mong cho bác cô dưỡng lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, có những đứa cháu rất là ngoan và lúc nào cũng xinh đẹp. Cô với lại bác lúc nào cũng ngày càng trẻ hơn. Rồi sống lâu với tụi con. Và con cũng có một ít lọc gửi cho Dưỡng. Cảm ơn con. Dạ, cho cô với bác gái. Thank you con. Dạ. Ok. Chúc mừng năm mới. Thank you. I want to wish you guys happiness, good health,
always want to see everybody smiling and being happy, because that's the most important in life, happiness and good health. Okay, thank you very much. Thank you. Thì cô Dượng năm nay rất là vui, nhìn thấy cháu Vĩ đó cũng đã học xong một phần và cũng có làm lễ tốt nghiệp, thì cô Dượng rất là vui và ba mẹ bên nhà cũng rất là vui. Thì từ lúc con qua giờ cô Dượng chỉ ước mong vậy thôi, ước mong làm sao đó là con học hành tiến bộ, đồng thời cũng lo phần gia đình. Thì cho tới hôm nay con đã bước đi một bước khá xa. Thì trong năm mới đó, cô Dượng chúc hai đứa con gặt hái được nhiều kết quả. Thứ nhất là việc học của con, cho nó còn lít để mà lo đi kiếm việc làm. Thì chắc là cô nói ra lời. Cô thì cũng có lời chúc đến hai con. Thì thật sự bước qua năm nay thì cũng là một năm thứ sáu rồi đúng không? Cái này là 8 cái Tết còn ở đây rồi đó. Không gì vậy hả? Dạ. Wow. Thì thôi, thì dầu 8 hay 6 gì thì nó cũng chung quy là cái thời gian của con rất là quý. Dạ. Đó. Thì cô cũng chúc cho con bước qua năm nay nó gặp được nhiều điều may mắn đến với con, là mọi điều con mong ước và cô mong ước đã đạt thành đó. Thì chúc con mọi điều tốt đẹp đến với con sớm thành đạt. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ cô, cái này là cái lọc cô gửi cho em riêng. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Đi chi lì xì, lì xì. Chúc mừng năm mới. Dạ, em đi. Chúc mừng năm mới. Chúc con thành công trong cuộc sống. Dạ. Ước gì được không? Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn hai đứa con. Bây giờ có lẽ là vợ chồng cháu hơn. Cô rất là hy vọng trong năm nay mình đã tiến hành quên Út Minh đến một cái việc mà rất là quan trọng. Okay. Năm mới con biết cũng có chúc cho hai bé, và mẹ con cũng giống như mọi người là mong hai bé và mẹ con lúc nào cũng có thiệt là nhiều sức khỏe, năm nào cũng vui vẻ cùng với lại gia đình và anh chị bé con cháu. Đây là cháu Minh, con gái út của chị Xui. Minh đến nước Mỹ bây giờ là mấy cái Tết rồi Minh? Sáu cái Tết rồi. Ồ vậy ha, Tỷ thì 8 hả? Dạ. Tỷ 8, mấy thì 6 cái Tết ha. Thì con tới là ngay Tết luôn á Dượng. Dạ. Thôi thì theo thứ tự nha, ông nội chúc cho con đẹp mãi như bây giờ nha, và cố gắng học hành cho xong đặng ra có việc làm. Trong năm mới con học hành tiến bộ, thành công trên mọi lĩnh vực. Ông nội có cái quà lọc cho con lì xì đầu năm. Thì bác bước qua năm mới này đó, bác chúc cho con thật là đẹp, thật là xinh, và mau tiến tới những gì mà mọi người đang chờ đợi nha. Chúc con năm mới thật là nhiều niềm vui và thắng lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Dạ. Có món quà gửi con? Dạ. Mẹ cũng có chút quà. Mẹ có vài lời với gái út đi chứ. Dạ. Thì mẹ cũng chỉ mong là con lúc nào cũng vui, khỏe và thành công trong cuộc sống.
rồi theo gương của các anh các chị sống vui vẻ. Dạ, xin mời Hương với Phúc. Mấy cháu đến thôi chứ không có do đến để mà nhận lời buổi xì của ông bà thôi. Cháu không có tặng gì hết. Dạ rồi, năm mới con xin kính chúc ông bà nội và bà ngoại là thiệt nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và luôn hạnh phúc, và đặc biệt là năm tới mình sẽ đóng một thành viên mới cho gia đình. Hay quá, nãy giờ mà nhắc nãy giờ ông nào quên chứ. Phúc có dạ thì thêm lời không? Dạ thì năm mới con cũng chúc ông bà với lại bà Mai là được sức khỏe, để năm nào gia đình mình cũng được có một cái quay một cái buổi như thế này. Ok, bây giờ trước tiên là ông nội hỏi Phúc là qua Mỹ mấy năm rồi? Con qua chắc mười mấy năm. 20 năm? Dạ, không, chắc 14 năm. 14 năm, còn Hương qua mấy năm rồi? Dạ, con qua năm nay là năm thứ 6. Thứ 6. Thì sở dĩ ông nội hỏi là cháu Hương đây là một người rất là đặc biệt. Từ ngày qua nhà ông nội rồi ở đây một thời gian phải không? Dạ. Do đó cái tình cảm của gia đình này đối với cháu coi như là cháu là một thành viên của gia đình. Rồi bây giờ là cháu đã qua nhà bác Mai ở thì cũng gần gũi qua lại, thì cũng đã 6 cái Tết mà con đến để mà mừng tuổi cho ông bà nội là bác Mai đây rồi. Thì cảm ơn con rất nhiều, nhưng mà có một điều mà ông nội rất là mến con ở cái chỗ là con học rất là giỏi, đồng thời cũng có được một người bạn đời mà ông bà nội rất là khen, Phúc rất là hiền, rất là manly ha, rất là nam nhi. Ông hy vọng rằng Phúc sẽ là cái bờ vai mà để cho con nương tựa sau này. Thì qua đây ông nội chúc mừng năm mới hai đứa con, đồng thời cũng chúc vợ chồng con hạnh phúc trong năm Nhâm Dần 2022. Và ông nội cũng có cái bao lì xì tượng trưng nha Phúc. Cảm ơn con. Thì bây giờ năm mới bà chúc cho hai cháu được nhiều niềm vui và những cái tin vui sắp tới thì rất là sớm để cho ông bà có dịp tham dự nha. Và chúc mừng hai con năm mới thật là vui vẻ, nhiều thắng lợi và trên con đường sự nghiệp công danh của các con dạ nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn mình. Bà cũng có cái lộc. Dạ, chúc mừng năm mới hai con. Dạ. Đây là người mà lo lắng cho hai con nhiều nhất, xin ý kiến đi. Dạ, thì đây trước tiên là bà Mai cũng có một cái lộc đầu năm cho con. Bà Mai cũng chúc hai đứa con là năm nay để gặt hái được nhiều thành công. Và Hương á, thì học hành coi như là đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Hai đứa chung tay góp sức với nhau buôn mày bán đó. Dạ. Tùy bà như đứa. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn. Giờ là còn lại ông Giang ha, chứ Quang. Xin mời hai cháu. Trong cuộc sống luôn
thêm nhiều công đức cho mấy đứa con. Cảm ơn con. Yeah. Cảm ơn hai đứa con. Con cũng chúc ông nội và nội sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Lúc nào cũng vui vẻ với con cháu mình. Con chúc bà Mai sức khỏe dồi dào luôn. Cảm ơn các con. Út qua đây mấy năm rồi? Cái Tết thứ sáu, tức là 6 năm con đến đây để mà chúc Tết ông bà đã vào. Rồi Quang qua đây mấy năm rồi? Con cũng 7 năm. 7 năm rồi, nhưng đây là năm thứ nhất mà ông với con với Út Giang đến đây để mà mừng tuổi ông bà phải không? Thì đây là truyền thống của gia đình mình. Hàng năm thì các cháu nhớ đến cái ngày này để mà về nhà ông bà để mà chúc mừng năm mới. Đồng thời thì ông bà cũng có cái quà lì xì tượng trưng. Nhưng đó là cái truyền thống của người Việt mình. Mặc dù ở xa xứ nhưng mà mình đi theo, mình mang theo quê hương, mang tất cả những cái gì tốt đẹp từ quê nhà qua đến đây. Thì Út Giang đó, thì lúc qua thì ông nội nghe là con học rất là giỏi rồi, nhưng mà thời gian là con ở đây đó, thì ông nội kiểm chứng là con học giỏi thiệt. Không hợp quá, không hợp cái công sao quá. Thật ra là ông nội chúc mừng con nha, rồi chúc mừng cho hai đứa con song song với nhau tiến bộ, rồi một ngày nào đó thì sẽ có tin vui đến ông bà đây nha. Rồi chúc con năm mới học hành thành công nha. Rồi ông đây là cái lọc đầu năm ông nội lì xì, chúc con ráng học nha. Bây giờ bà nội cũng chúc mừng cho hai con. Năm cũ bước qua, năm mới lại về. Thì nhìn hai con đúng là mùa xuân, thật là tươi mát. Thì bà cũng chúc cho hai cháu là thật là dồi dào sức khỏe và học hành thành đạt, và thành đạt nhất là trên con đường công danh sự nghiệp. Và chúc hai cháu là niềm vui đến với nhau thì rất là sớm, để cho ông bà có dịp để chứng kiến. Chúc mừng hai con bà có cái lộc để chúc mừng năm mới hai cháu. Đây bà Mai cũng có một cái con gì còn những cái gì mà muốn nói á, thì ông nội cũng đã nói rồi. Thứ nhất là ông nội đã kiểm chứng rồi. Bà nội thì cũng mong muốn là sẽ được chứng kiến cái kết quả của tụi con trong cuộc sống, tự nhiên là sẽ thành công và có những cái niềm vui hạnh phúc, thì bà Mai cũng sẽ được hưởng theo cái điều đó. Chúc mừng các con. Lời nói sau cùng là ba má cũng như là chị Xui đây cảm ơn tất cả các con nha, về để mà chung vui với gia đình nhân cái ngày đầu năm. Chúc các con trong năm mới gặt hái nhiều thành công, nhất là những cái cháu học còn đang học phải học thật giỏi. Và chúng ta năm nay má có niềm vui mới là sắp sửa đón nhận một thành viên mới, đó là cháu ngoại của má sắp sửa chào đời. Thì má rất là vui mừng. Đúng là như vừa nội nói là hồi nãy có đứa nào nhắc đó, vậy hả? Hương nhắc là một thành viên mới trong gia đình, tức là đứa cháu ngoại gần như là duy nhất, tại vì là ông bà nội có 4 đứa cháu nội rồi, thì đây là một đứa cháu ngoại đầu tiên.
đầu tiên của gia đình, do đó là ông nội bà nội rất là hạnh phúc. Mong rằng có những đứa cháu ngoại kế tiếp nữa nha. Cái điều này em nghĩ là chắc chắn rồi đó. Chắc chắn à? Dạ, thì là nó có plan được kỹ lắm. Là sẽ có một em là rồi. Happy New Year.